Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Hứa Minh Đạt bị chỉ trích khi lên tiếng bảo vệ Hoài Linh trước những tấn công của bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi có động thái bênh vực Hoài Linh, Hứa Minh Đạt đã bị một bộ phận khán giả chỉ trích trên trang cá nhân. Chứng kiến cảnh đàn anh liên tục bị chửi bới, Hứa Minh Đạt đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, chia sẻ rằng Hoài Linh là người mà nam diễn viên thần tượng, anh không sợ điều gì và có quyền lên tiếng để bảo vệ chính kiến của mình. Dù không nói về những ồn ào gần đây, tuy nhiên, ai cũng biết rằng ông xã Lâm Vĩ Dạ đang ám chỉ bảo vệ Hoài Linh. Dòng trạng thái này lại khiến cho nhiều người không đồng tình, cho nên trang cá nhân của Hứa Minh Đạt hứng chịu rất nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng nam diễn viên đang không tỉnh táo để nhận ra sai lầm của Hoài Linh. Bên cạnh những lời không ủng hộ, vẫn có nhiều người đứng về phe của Hứa Minh Đạt và Hoài Linh. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và comment. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực lớn nhất để có thể hoàn thiện video của mình ngày càng hay hơn nữa.